29 người phê ma túy trong quán karaoke Ruby. Đột kích quán karaoke Ruby, kỹ thuật viên ở Quế Võ. Cảnh sát phát hiện 43 người đang bay lắc, trong đó có 29 người dương tính với ma túy. Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ Lê Văn Mạnh, 24 tuổi, ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và Vũ Cao Kiên, 24 tuổi, ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Mạnh bị cảnh sát điều tra thêm về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cơ quan chức năng, chiều ngày 21 tháng 8, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an huyện Quế Võ kiểm tra đột xuất quán karaoke Ruby, kỹ thuật viên ở thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ do Mạnh làm chủ. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 43 người đang tụ tập bay lắc. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy có 29 người dương tính với ma túy. Ở hiện trường, công an thu giữ gần 0,1 gram ma túy. Tại trụ sở điều tra, Mạnh khai nhận khi khách có nhu cầu bay lắc, thanh niên này sẽ bố trí phòng rồi đưa ma túy cho Kiên, nhân viên, bán cho khách kiếm lời. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Mạnh và Kiên.